Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu một cái thì khác. Đó là cái thì Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous. Tức là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cái thì này chúng ta sử dụng nó để nhấn mạnh một cái hành động hay một sự việc đã khởi sự từ trong quá khứ cho đến hiện tại và trong tương lai nữa. Và cách dùng của nó là cũng giống như thì hiện tại hoàn thành. Nhưng ở đây chúng ta dùng nó để nhấn mạnh một yếu tố, cái hành động, một cái sự việc, một sự kiện đang xảy ra, bắt đầu khởi sự từ trong quá khứ cho đến lúc chúng ta đang nói và có thể kéo dài trong tương lai nữa. Trước khi đi vào giải thích cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, các bạn hãy theo dõi cái công thức của nó nhé. Đây, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn gồm có những yếu tố sau đây các bạn. Đây là cấu trúc của nó. Chúng ta có have hoặc là has nếu là ngôi số 3 số x. Rồi chúng ta cộng cho been. Been đây là quá khứ phân từ của động từ to be. Và cộng cho động từ verb. Verb là động từ đó các bạn. Và động từ này được thêm in để nhấn mạnh yếu tố đang xảy ra. Đang khi nói đến cái vấn một cái hành động, một sự việc đang xảy ra thì chúng ta bắt buộc phải có động từ to be nha các bạn. Thì hiện tại tiếp diễn cũng có động từ to be, quá khứ tiếp diễn cũng có động từ to be. Và hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng có động từ to be. Và be này được chia ở đây là been. Been. À, nha. Chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn cái công thức này dựa trên những cái ví dụ mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn. À, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cách chia của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nha. Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng tôi đơn cử lấy một cái động từ ở đây là work, làm việc các bạn, làm việc. I've been working, tôi đang làm việc. We've been working, you've been working và they've been working. Và đây phải VE này được viết tắt từ chữ have. Have. Have các bạn. Và viết tắt lại còn chữ VE thôi, VE thôi nhá. À. Và ở đây chúng ta nhìn bên này. He's been working. À. Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và he she's is phải S này chữ S đó viết tắt từ cái chữ has. Has viết tắt từ chữ này các bạn. Has been working. À. Thì chúng ta có phải rút rút gọn lại như thế này. Và bên này cũng dọn nhận chữ have được viết rút gọn lại như thế này. À, như chúng tôi đã giải thích trong cái thì hiện tại hoàn thành. À. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái ví dụ số 1 nha. Đây là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại. I've been waiting for the bus for 10 minutes. Tôi đã chờ đợi xe buýt được 10 phút rồi. Ví dụ, tôi đơn cử một cái tình huống như thế này. Tôi đang đứng chờ xe buýt. Thì có một người bạn của tôi gặp tôi ở tại trạm xe buýt và hỏi tôi là bạn chờ xe buýt lâu chưa? Thì tôi trả lời là I've been waiting for the bus for 10 minutes. Tôi đã chờ xe buýt được 10 phút rồi. Như vậy, khi người hỏi câu này thì trước đó tôi đã chờ. Và hiện tại tôi cũng vẫn tiếp tục chờ và có thể trong một vài phút tới nữa tôi vẫn còn tiếp tục chờ cho đến khi nào xe buýt tới và tôi lên xe. Như vậy đây là tôi đã chờ đợi xe buýt, một hành động khởi sự từ trong quá khứ tức là trước đó mấy phút rồi cho đến lúc tôi nói câu này tôi vẫn còn đang tiếp tục chờ. Như vậy ở đây cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này mục đích để nhấn mạnh yếu tố là đang chờ đợi. Nhưng mà sự chờ đợi nó khởi sự từ vào cái thời gian trước đó các bạn. Ở đây muốn nhấn mạnh yếu tố là đang chờ đợi. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành cũng được. Hiện tại hoàn thành cũng được. Nếu chúng ta không muốn nhấn mạnh thì chúng ta có thể nói là I've waited for the bus. I've waited for. Waited động từ thêm ed. Còn ở đây là I've been waiting for. Thì đây là cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh yếu tố chúng ta đang chờ đợi.
Nhưng mà cái việc chờ đợi này nó khởi sự từ những giây phút trước đó rồi. À, chúng ta có thấy là I've cộng cho been đây các bạn. Và động từ đây là wait for và được thêm in vào. Như vậy ở đây chúng ta có have hoặc là has, nếu ngôi sư ba suýt cộng cho been, cộng cho động từ và động từ được thêm in. Động từ được thêm in. Đây là công thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn các bạn. Và được chia ở đây. Chúng tôi đã demo cái ví dụ ở đây các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Như vậy đây thì là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và bây giờ chúng ta hãy xem ví dụ số 2 nhé. How long has Jack been working as a manager at a hotel? Câu này muốn nói là Jack đã làm việc với tư cách là một người quản lý ở tại khách sạn được bao lâu? How long? Dùng để hỏi vì yếu tố thời gian. Và ở đây là ở cái dạng câu hỏi. Has đi trước chủ ngữ, đây là Jack. Như vậy, how long has Jack been working as a manager at the hotel? Tức là Jack đã làm việc với tư cách là một người quản lý ở khách sạn được bao lâu rồi? Khi hỏi câu này thì cái Jack trước đó đã làm rồi. Thời gian trước đó đã làm rồi. Và hiện tại khi chúng ta hỏi câu này thì Jack vẫn còn tiếp tục với tư cách là một người quản lý tại khách sạn. Và có thể trong tương lai nữa. Ở đây người ta muốn nhấn mạnh cái yếu tố là đang xảy ra. Đang xảy ra. Một hành động đang xảy ra. Một sự việc, một sự kiện đang diễn tiến các bạn. Nhưng mà anh ta đang làm việc. Hay là đã làm việc cũng được. Nhưng mà chúng ta hiểu cách dùng của cái thì này thì chúng ta hiểu được cái tình huống này. Như vậy cái câu này muốn nói là Jack đã làm việc với tư cách là một người quản lý ở khách sạn được bao lâu rồi. Như vậy dựa trên cái công thức này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là has, ngôi số 3 số ít nha các bạn. À, been. Và động từ đây work đây verb là động từ nha các bạn. Và động từ này được thêm in này. À, diễn tả nhấn mạnh đến yếu tố hành động đang xảy ra. Như vậy đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Như vậy vừa rồi chúng tôi đã giải thích cho các bạn cái công thức và những cái ví dụ này chúng tôi để demo các bạn hiểu thêm cái công thức này. Và đây là cái về hình thức viết tỉnh lược của cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà chúng tôi đưa ra cho các bạn nhìn thấy để hiểu rõ hơn. Như vậy các bạn hãy nhớ đây là cái công thức của cái thì hiện tại tiếp diễn nha các bạn. Have, has, nếu là ngôi số 3 số ít, cộng cho been, cộng cho động từ và động từ này được thêm in. Để diễn tả một hành động hay một sự việc đang xảy ra mà nó bắt đầu khởi sự từ trong quá khứ. Để cho các bạn hiểu rõ hơn, tôi cho một ví dụ như thế này. Tình huống là tôi đang ở tại Vũng Tàu chẳng hạn. Thì có một người bạn tôi đến nhà tôi và thăm chơi. Và anh ta hỏi là, vậy bạn ở Vũng Tàu này được bao lâu rồi? Anh ta hỏi cái câu này nhắm vào yếu tố là trước đó tôi đã ở Vũng Tàu rồi và hiện tại tôi đang còn ở Vũng Tàu. Và có thể trong tương lai tôi vẫn còn tiếp tục ở Vũng Tàu nữa. Thì chúng ta có thể sử dụng thì này. Thì câu đó có thể nói như thế này các bạn. Nếu chúng ta nói bằng tiếng Anh. How long have you been living at Vũng Tàu City? Ví dụ nó là tôi đã ở Vũng Tàu lâu lắm rồi. Thì chúng ta có thể trả lời như thế này. I have been living in Vũng Tàu for a long time. Như vậy, chúng ta nhấn mạnh vào yếu tố đang xảy ra. Với cái cách dùng của cái thì hiện tại hoàn thành này. Và bây giờ, để hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái mẫu câu và chúng tôi sẽ giải thích thêm. Và sau đó chúng ta sẽ tập nói với cái thì này nhé. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên mẫu câu của chúng ta. Đây là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Mà nó có xuất hiện cái thì present perfect continuous, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Chúng ta hãy xem mẫu câu số 1 nhé. How long have you been waiting? Bạn chờ đợi lâu chưa? Khi người hỏi câu này là tôi đang làm cái hành động chờ đợi. Và có thể trước đó tôi đã chờ đợi mấy phút trước đó rồi. Như vậy người hỏi câu này ý muốn nhấn mạnh là yếu tố đang chờ đợi các bạn. Và câu trả lời chúng ta như thế này nhé các bạn. I've been waiting for 2 hours. Tôi đã chờ đợi được 2 tiếng đồng hồ rồi. Như đây là cái từ hiện tại hoàn thành tiếp diễn nè các bạn. How được viết tỉnh lược là VE, tức been và wait. Động từ đây là wait. Thế been và tôi đã chờ đợi được 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem có mẫu câu tiếp theo. How long has Henry been working at the post office? Henry đã làm việc ở bưu điện lâu chưa? Tức là trước đó anh ta đã làm rồi. Nhưng mà người hỏi câu này là muốn nhấn mạnh là đang làm việc ở đó lâu chưa? Mà sự việc tình huống ở đây là Henry này đã làm việc trước đó, có thể là một vài năm trước đó hay là một vài tháng trước đó rồi. Nhưng mà một hành động đã khởi sự từ trong quá khứ và kéo dài cho đến lúc hỏi thì người đó vẫn còn đang làm ở đó. Và ở đây người ta muốn nhấn mạnh yếu tố coi nhà đang làm, đã xảy ra. Thì chúng ta sử dụng thì này. How long has Henry been working at the post office? Henry đã làm việc ở bưu điện lâu chưa? Trả lời, he's been working. He phải add đây là he has. Viết rút gọn chứ không phải là động từ to be nhé. Viết tắt chỉ thế này các bạn. He's been working at the post office since 1999. Từ năm 1999. Như vậy, cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này nó cũng thường được sử dụng với cái since. Từ khi, từ lúc đưa ra một cái mốc thời gian. Và cái for để chỉ một cái khoảng thời gian. Cái khoảng thời gian đây là 2 giờ. Như vậy, đây là cái mẫu câu của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ hiểu cách dùng này. Ở đây chúng tôi muốn nhắc thêm là chúng ta có thể sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành mà không phải là tiếp diễn để hỏi cũng được. Nhưng mà để nhấn mạnh thì chúng ta có thể sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này để hỏi khi chúng ta muốn nhấn mạnh. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi cái mẫu câu này trước khi chúng ta đi vào tập hỏi và trả lời với cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé. Present perfect continuous. Now repeat after me. How long have you been waiting? How long have you been waiting? I've been waiting for 2 hours. I've been waiting for 2 hours. How long has Henry been working at the post office? At the post office, đọc nối các bạn. How long has Henry been working at the post office? He's been working at the post office since 1999. Chúng ta đọc thách đôi cái số này nhé. 1999. He's been working at the post office since 1999. Nhắc lại một lần nữa nhé. How long have you been waiting? I've been waiting for 2 hours. How long has Henry been working at the post office? He's been working at the post office since 1999. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên những tình huống chúng tôi gợi ý ra cho các bạn để chúng ta thực hiện hỏi và trả lời với cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha các bạn. Present perfect continuous. Chúng ta hãy theo dõi câu số 1. How long have you been feeling bad? Chúng ta có từ feel bad. Feel bad tức là cảm thấy khó ở trong người. Nó diễn tả một cái trạng thái bệnh tật đó các bạn. Tức là cảm thấy bất ổn. Bất ổn. Như vậy bạn đã cảm thấy bất ổn trong người của bạn lâu chưa? Lâu chưa? Bạn cảm thấy khó ở trong người lâu chưa? Và tình huống gợi ý trả lời đây là yesterday morning, là sáng hôm qua. Như vậy sáng hôm qua này nó đưa ra một cái mốc thời gian. Ở trong quá khứ chúng ta dùng since ở đây nhé. Since, từ lúc sáng hôm qua thì tôi cảm thấy trong người khó chịu, khó ở rồi. Và chúng ta hãy xem cái tình huống số 2. How long has Nancy been playing the piano? Câu này muốn nói là Nancy đã chơi
đàn piano lâu chưa? Như vậy, Nancy là ngôi subordinate, người ta dùng has. Has Nancy been playing? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó các bạn. Nancy đã chơi đàn piano lâu chưa? Và tình huống gợi ý trả lời đây là several years. Several là nhiều, nhiều năm qua rồi, hay là một vài năm qua. Từ 2 đến 3 năm trở lên người ta dùng several các bạn nhé. Chơi đàn piano nhiều năm rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta hãy theo dõi cái tình huống số 3. How long has the phone been ringing? Chúng ta có từ phone là điện thoại các bạn. Been ringing, ring là reo. Reo, điện thoại reo đó. Điện thoại reo lâu chưa? Điện thoại đã reo lâu chưa? Và tình huống trả lời là 5 minutes. Nó đã reo, nó đã rung được 5 phút rồi mà không có ai nhận cuộc gọi đó. Ý nói như vậy. Như vậy điện thoại đã reo lâu chưa? Được 5 phút rồi. Nhưng mà 5 minutes ở đây nó đưa ra một cái khoảng thời gian chúng ta dùng for khi chúng ta trả lời nhé. Và tiếp theo cái tình huống số 4 là How long have Mr. and Mrs. Brown been living on Appleton Street? Ông và bà Brown đã sống ở phố Appleton lâu chưa? Và tình huống trả lời đây là 1948. Như vậy, họ đã sống ở phố Appleton Street từ năm 1948. Nó đưa ra một cái mốc thời gian ở đây. Thì chúng ta chỉ dùng since trong tình huống này nhé các bạn. Bây giờ các bạn hãy tập đọc theo tôi trước khi chúng ta đi vào đặt câu hỏi và trả lời nhé. How long have you been feeling bad? How long have you been feeling bad? Yesterday morning. Yesterday morning. How long has Nancy been playing the piano? How long has Nancy been playing the piano? Several years. Several years. How long has the phone been ringing? How long has the phone been ringing? 5 minutes. 5 minutes. Câu số 4 nha các bạn. How long have Mr. and Mrs. Brown been living on Appleton Street? How long have Mr. and Mrs. Brown been living on Appleton Street? 1948. 1948. Và bây giờ các bạn hãy nhìn phía bên này nhé. Đây là những cái từ mới mà chúng tôi lọc ra để cho các bạn ghi nhớ. Chúng ta có từ feel bad. Feel bad tức là cảm thấy bất ổn, cảm thấy khó ở, cảm thấy khó chịu. Ở đây chúng ta có từ feel là cảm thấy. Quá khứ nó là felt và quá khứ phân từ là felt. Đây là động từ bất quy tắc nha các bạn. Và các bạn cũng cần phân biệt với cái động từ fall. Fall là rơi té. Hai cái động từ này dễ lẫn lộn nha các bạn. Fall là rơi, lá rơi hay là té ngã, ai đó té ngã đó các bạn. Fall, quá khứ là fell và quá khứ phân từ là fallen. Và hai cái động từ này chúng ta cần phân biệt nhé, để khỏi lẫn lộn nhé. Và chúng ta có động từ to ring. Ring là reo, chuông reo đó các bạn. Quá khứ là ran, quá khứ phân từ là rang. Ring, ran, rang. Và chúng ta có động từ to live. Đây là động từ hợp quy tắc, hình thức quá khứ và quá khứ phân từ viết giống nhau, thêm ed biến thành quá khứ và quá khứ phân từ. Live, lived, lived. Đây là những cái động từ và những cái nhóm từ mà chúng tôi lọc ra để các bạn ghi nhớ. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi. Now repeat after me. Feel bad. Feel bad. Feel. Felt. Felt. Feel. Felt. Felt. Fall. Fell. Fallen. Ring. Ran. Rung. Rain. Ran. Rung. Live. Live. Lived. Lived.
Bây giờ chúng ta hãy tiến hành hỏi và trả lời theo có mẫu câu bên trên nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi và trả lời với tình huống số 1 nhé các bạn. How long have you been feeling bad? I've been feeling bad since yesterday morning. Tôi nhắc lại câu số 1 một lần nữa nhé các bạn. How long have you been feeling bad? I've been feeling bad since yesterday morning. Và câu số 2. How long has Nancy been playing the piano? Trả lời. She's been playing the piano for several years. Câu số 4 này hỏi là điện thoại reo lâu chưa? Thì chúng ta dùng cái đại từ it. Nó it đó, chỉ đồ vật đó, để trả lời trong tình huống này nhé. How long has the phone been ringing? Trả lời. It's been ringing for 5 minutes. Tiếp theo, câu số 4 nhé các bạn. How long have Mr. and Mrs. Brown been living on Appleton Street? They've been living on Appleton Street since 1948. Như vậy, qua bài thứ 6 này, chúng ta được làm quen với cái từ Present Perfect Continuous, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, và cách sử dụng cũng như cái công thức của nó chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Chúng tôi nghĩ là các bạn biết cách sử dụng nó. Như vậy, vừa rồi cái bài này chúng tôi chỉ cung cấp cho các bạn 4 tình huống, và tiếp theo là còn 8 tình huống nữa, và chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn vào cái video tiếp theo. Bài học hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Thân ái chào các bạn.